Sở tôi có hôm nay giới thiệu về các bác lọ tăm đây ạ. Hiện tại thì còn lọ tăm gỗ hương và một ít gỗ bách xanh. Đây, vân rất là đẹp. Bách xanh đây. Lọ tăm này cao 13 và đường kính 6. Vân rất là đẹp, rất là sắc nét.